hoa thắm nở đẹp đồng nội xa. Mùa hoa về hương ngát trời bao la, con yêu mẹ nhiều hai về một đó đi mà tiếng về dân mẹ một đó măng côi màu hoa đỏ máu cuộc đời. Cuộc đời con đã trọn vẹn hiến dâng, xin mẹ vui mừng màu hoa thắm nồng tình yêu. Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa hoa về hương ngát trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về một đóa y mà tiếng dân mẹ một đóa thương đau tìm trong ngày tháng phiên sầu. Đời trần gian im buồn màu khóc than, xin mẹ thương nhận màu hoa dưới thập tự thi. Oh,
cánh hoa đẹp xinh thơm tỏa ngát tình hoa hiền linh, tiếng nhạc Việt ngũ cung ân tình trong sáng nhạc cùng lòng
sám hối tôn sùng mẹ suốt đời. Chàng hoa mân côi ôi đẹp tươi xinh thắm bao tình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa, xin cho chúng con được ơn cứu thoát đời đời. Chớ vì tâm niệm những mầu nhiệm mân côi đức thánh trinh nữ Maria, chúng con biết noi theo mắt trước những gương lành, để chúng con được hưởng nhờ những ơn lành Chúa đã hứa trong những mầu nhiệm ấy. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phụng vụ. Tháng 10, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho chủng viện và chủng sinh. Chúng ta biết rằng trên cánh đồng truyền giáo cần rất nhiều những tâm hồn quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu mời theo tiếng gọi do ơn gọi tu trì. Vì thế, việc cầu nguyện cho chủng viện và chủng sinh thật là cần thiết và cấp bách cho tất cả mọi người chúng ta. Ngoài việc cầu nguyện, chúng ta biết rằng hàng năm giáo hội cũng mời gọi chúng ta cộng tác để đóng góp cho công việc đào tạo ở tại chủng viện. Chúng ta nguyện xin Chúa cho có nhiều bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, sống ơn gọi tu trì để phục vụ cho giáo hội. Và hôm nay theo lịch Công giáo, Giáo hội Việt Nam cũng mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi. Đức Mẹ Mân Côi được rất nhiều người nhận làm quan thầy
các bà, các chị trong hội Mân Côi của giáo xứ chúng ta, các thành viên, các anh, các chị trong hội ca đoàn cũng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng quan thầy. Và có thể nói tất cả mọi người chúng ta, từ người nam, người nữ, từ người cao tuổi đến người ít tuổi, chúng ta đều bày tỏ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Mân Côi. Nhân dịp mừng lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chúc mừng. Và chúc mừng riêng cho các bà, các chị ở trong hội Mân Côi, một tràng pháo tay. Chúc mừng riêng cho ca đoàn, một tràng pháo tay. Và trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng hiệp ý với tất cả mọi người có ý nguyện để xin chúng ta dâng lễ cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi. Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cho dùng lời Thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn Thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá và nhờ lời Thánh mẫu Maria truyền cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách công vụ tông đồ. Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê, Philippê, Thomas, Bartolomeo, Matthew, Giacôbê, con ông Andrê, Simon thuộc nhóm nhiệt thành và Giuđa, con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Thank you.
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trị trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, công cuộc cứu thế được bắt đầu thực sự trong những giây phút thật là quan trọng và rất đặc biệt và vĩ đại, đồng thời cũng là giây phút lạ lùng, kỳ diệu và mầu nhiệm. Đó là giây phút nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa làm người. Công việc kỳ diệu ấy được trao phó cho Chúa Thánh Thần. Kinh Thánh kể lại câu nói của Thiên Thần Gabriel: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,
và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Trong công việc cao cả và trọng đại này, Thiên Chúa đã nối kết những yếu tố xem ra rất là tương phản nhau. Một bên là Thiên Chúa đấng tối cao, con Thiên Chúa đấng thánh. Còn bên kia là nhân loại tội lỗi, thấp hèn, mà đại diện là một thiếu nữ ở miền quê, một miền quê nhỏ bé, không mấy danh tiếng, một người nghèo của Gia-vê Thiên Chúa. Câu chuyện mà Tin Mừng kể lại bề ngoài có vẻ rất là đơn sơ, nhưng Thiên Sứ Gabriel chỉ chờ đợi một tiếng xin vâng của thiếu nữ Maria để thực hiện một công việc giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, kết hiệp Thiên Chúa đấng toàn năng với loài người bất toàn, yếu đuối và tội lỗi. Để thực hiện việc giao hòa thì Thiên Chúa đã hạ mình xuống, một sự hạ mình đến tận cùng, một Thiên Chúa cao sang vô hình lại trở nên hữu hình và mặc lấy thân phận một hài nhi ở trong lòng, đồng thời đã nâng loài người tới Thiên Chúa, hay nói khác là nối kết con người với Thiên Chúa, hoặc con Thiên Chúa với con người. Thiên Chúa làm người có nghĩa là từ nay Thiên Chúa vĩnh viễn hiện diện trong lịch sử loài người, một sự hiện diện vừa rất gần chúng ta nhưng lại rất rất xa. Rất gần là vì sao? Thưa là những ai có lòng tin, những ai gặp gỡ Thiên Chúa thì cảm thấy Thiên Chúa đang ở trong tâm hồn, trong cuộc đời của mình, đang dẫn dắt đời mình, gia đình của mình đến với Thiên Chúa là Cha. Rất xa đối với những người không có niềm tin thì họ không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Ngài đã trở nên một người trong chúng ta, nhưng vẫn luôn luôn vẫn là một đấng khác. Thiên Chúa vốn là cứu cánh duy nhất và tuyệt đối của lịch sử, đã muốn bước vào lịch sử để chấp nhận tất cả sự giới hạn về không gian và thời gian của loài người và đón nhận một thân xác để ở trong lòng một người nữ. Đó là một mầu nhiệm ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta. Chúng bắt đầu sống một đời sống của một bào thai, chỉ sinh ra khi đủ ngày đủ tháng, sinh ra rồi cũng được bọc trong khăn, quấn tã và nằm trong máng cỏ. Những suy tư đó không phải là một sự mô phỏng bên ngoài. Chính Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín rõ ràng, phần là phần của một Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nghĩ dành cho được địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài đã mặc lấy thân xác, Ngài đã tự hủy mình ra không, đã nhận lấy thân phận tôi đòi, trở thành người giống hẳn người ta. Việc mà Thiên Chúa nâng con người chúng ta lên tới Thiên Chúa cũng là việc rất lạ lùng. Chúa thực hiện công việc ấy nơi Đức Trinh Nữ Maria. Khởi đầu khi lãnh nhận lời Thiên Sứ loan tin, mẹ Maria còn rất băn khoăn. Thế nhưng với lòng khiêm tốn, mẹ cầu nguyện để xin Thánh ý Chúa, để biết ý Chúa, để biết phải làm cách nào có thể thực hiện và cộng tác với công trình của Chúa. Để rồi khi hiểu Thánh ý Thiên Chúa, mẹ Maria thưa: làm sao có thể được, vì tôi không biết đến người nam, nghĩa là không biết đến việc vợ chồng. Khi được Thiên Sứ Gabriel giải thích đó là công việc của Chúa Thánh Thần, mẹ đã mau mắn thưa xin vâng và nhận mình là tôi tớ của Thiên Chúa. Ngay từ giây phút xin vâng ấy mà ngôi hai Thiên Chúa xuống thế,
nhập thể làm người và ở giữa chúng ta và đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào tháng Mân Côi. Chúng ta sống chuỗi Mân Côi. Mầu nhiệm Mân Côi không phải chỉ là mầu nhiệm của Thiên Chúa, mầu nhiệm của ơn cứu độ, mầu nhiệm về Đức Maria, mà còn là mầu nhiệm của mỗi người chúng ta. Trọng tâm của mầu nhiệm ấy chính là hai tiếng xin vâng. Khi lần hạt Mân Côi là chúng ta sống lại cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ dành riêng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta hiểu rõ chuỗi Mân Côi là chúng ta đi lại cuộc hành trình đời sống của Đức Giêsu, ngay từ lúc nhập thể trong lòng cho đến sứ vụ công khai, cũng như là chịu đau khổ và chết trên thập giá và tiến tới sự phục sinh vinh quang. Khi là đàn Mân Côi, chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa qua Mẹ. Chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa và nhờ Mẹ, Mẹ đã sẽ dâng tất cả những ước nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa toàn năng, đấng cứu độ nhân loại và từng người chúng ta. Thưa xin vâng là đón nhận sự thật về con người như Mẹ Maria. Mặc dù Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn, được ưu tuyển và là thánh, nhưng Mẹ vẫn khiêm tốn xin với Chúa rằng là tôi tớ của Thiên Chúa. Con người chỉ biết thực sự mình là ai khi mà mình nhận ra mối tương quan ấy với đấng tạo hóa, với Thiên Chúa đấng toàn năng. Thân phận tôi tớ ấy vừa nói lên sự hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, vừa bày tỏ phẩm giá cao cả của con người. Và khi ý thức được thân phận thụ tạo bất toàn của mình, nhưng đồng thời tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng Thiên Chúa làm những điều kỳ diệu cho mỗi người chúng ta. Và nói đến chàng chuỗi Mân Côi, chắc chắn cái câu chuyện này mọi người đã được nghe và có thể nghe nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay tôi vẫn muốn kể lại và chia sẻ với cộng đoàn để chúng ta hiểu và chúng ta sống mầu nhiệm Mân Côi. Đó là câu chuyện kể về một ngày nọ, trên một chuyến tàu hỏa đi đến Paris, có rất nhiều người ngồi ở trong toa và có một cụ già đã đưa chuỗi tràng hạt ra để đọc kinh cầu nguyện với chàng chuỗi Mân Côi. Chuyến tàu lăn bánh được một đoạn thì có một chàng trai trẻ đã nói với cụ già đó: tại sao thời này mà cụ còn làm những công việc này? Công việc này là của người già, trẻ em. Cụ già ấy, người lớn tuổi ấy vẫn cứ lặng yên, không nói gì, tiếp tục cầu nguyện với chàng chuỗi Mân Côi. Đi một lát nữa, chàng trai sinh viên trẻ ấy lại nói: cháu là sinh viên năm thứ mấy trường đại học này, đại học kia. Lúc đó, cụ già đó mới rút trong túi mình ra một tấm cáp có đề Louis Pasteur, Viện trưởng Viện Nghiên Hàn Lâm Viện của Pháp. Chúng ta thấy đó là một nhà bác học nổi tiếng, đã chế ra những vaccine, đã tìm hiểu ra vaccine để chữa bệnh, và là Hàn, làm ở Hàn Lâm Viện của Pháp thì giỏi như cỡ nào mà vẫn lần hạt cầu nguyện. Vậy thì như đầu lễ có giới thiệu nói với cộng đoàn, Đức Mẹ Maria là người, là đấng mà chúng ta mọi người, từ người cao tuổi đến người nhỏ tuổi, từ người trí thức đến người thường dân, đều được mời gọi để tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria và cầu nguyện với Mẹ Maria, để nhờ Mẹ mà chúng ta gặp gỡ được Chúa Giêsu, và nhờ Mẹ mà chúng ta được đón nhận Chúa Giêsu, nguồn ơn cứu độ ban tặng cho thế giới và cho từng người chúng ta. Chúng ta tin tưởng rằng trong cuộc hành trình đời sống của chúng ta có biết bao nhiêu thử thách khó khăn trong cuộc sống, lo toan về sức khỏe, về công ăn việc làm, về rất nhiều vấn đề. Chúng ta hãy chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria, hãy cầu nguyện với Mẹ và xin Chúa đón nhận những lời nguyện chân thành của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta luôn sống tín thác vào Thiên Chúa, yêu mến Chúa, tôn thờ Thiên Chúa.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trên đất muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm Người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nương Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn cho mọi người ca ngợi Đức Maria, thân mẫu Chúa Kitô. Vậy chúng ta hãy sốt sáng cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa luôn đón nhận lời Chúa và đem ra thực hành như Đức Maria. Chúng con cầu xin Chúa. Cho những tràng hạt mân côi mà Hội Thánh dâng lên Chúa mỗi ngày để đổi mới tâm hồn và đời sống con người. Chúng con cầu xin Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang gặp đau khổ tinh thần và thể xác, tìm được sự nâng đỡ ủi an khi lần chuỗi mân côi. Chúng con cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta khi đang suy niệm các mầu nhiệm trong chuỗi mân côi, luôn trung thành gắn bó với Đức Kitô và Mẹ Người. Chúng con cầu xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, cho muốn con một Chúa mặc xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, vì lời Người truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người siêu nhỏ bay biến, biến tình con dâng về Ngài.
Tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay sao để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể phương tây. Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đáng hưởng những phúc lòng Người đã hứa ban, Người hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, chúng con cùng ca ngợi, chúc tụng và tung hô Chúa bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người, các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa, xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thank you.
Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người với Người và trong mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha có ơn ân trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thiên Chúa thân xác hỡi trần gian,
chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hạnh phúc cùng Người sống lại vinh hiển, Người đang sống và hiện trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria. Nhờ Người anh chị em đã đáng lãnh nhận đấng ban sự sống. Amen. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sáng quy tụ lại đây. Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Ta ơi.